Chào tất cả các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình lại đi đón em Lộc đây các bạn ạ. Đấy, chiều nay chúng mình được nghỉ cho nên là đi đón em Lộc. Bây giờ thì các bạn hãy cùng đi đón em Lộc với chị em mình và xem hôm nay chúng mình mua gì cho em Lộc ăn nha. Đi. Tan rồi, cuối cùng tan. Hello. Hello. Vào đón em Lộc các bạn ạ. Ok em nhé. Ôi chị ơi, chị ơi. Chị ơi, đừng tắt vào này đi nha chị nha. Hello. Hello. Rồi, đi về đi. Cháu ơi. Được rồi, được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đợi em Lộc đi mua đồ ăn nhé. Chị không cắt được. Rồi. Chị ơi, sao tuần trước chị thiếu em đấy? Rồi. Chị nhà chị ơi. Rồi nha. Chị không cho thì mình hello. Lộc ơi, cho cặp đây. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ui. Mang về ra thêm video mới nha chị. Ừ. Chị đăng bao nhiêu chị đăng? Bây giờ mình sẽ đưa em Lộc đi mua đồ ăn nhé. Nào vào đây mua nhá. Đi. Ôi, uống nước là được rồi, nào rồi, đi uống nước rồi. Hả? Đâu ăn cái gì? Có ăn đồ ăn trong này không? Hay là mua bim bim hay ăn kem ở cây? Sôi vàng. Cái này là sô-cô-la. Cái đấy là sô-cô-la. Chị ơi, nhìn này. Đó, đâu đây, bánh mì đây em ạ. À, chị ơi, chị... Cái này 30 triệu đấy. Rồi đây em ăn cái gì nào. Đây ra ngoài này xem nào, xem có gì ăn nào. Hả? Cái gì đây? Đế sữa dừa. Em muốn uống đồ uống à? Em muốn cái gì? Hay là mua đồ ăn đi xong rồi về uống. Cô phải mét xiêm. Nhìn cũng biết à. Đây, hay là ra đây mua đồ ăn trước nhá. Đâu, mua nước gì? Giờ mình nhìn đấy thôi. Đâu, mua nước gì? Em Lộc muốn mua nước các bạn. Mua nước này. Mua nước đào á. Ok, mình sẽ mua cho em Lộc một chai. Đây, chai này. Ok. À, nhầm. Nói gì vậy? Mua nước cho em Lộc. Hả? Cái này 10.000. Chai nước này 10.000 các bạn ạ. Được rồi, thế em muốn nước, thế có muốn ăn cái gì không? Đâu, ăn cái gì? Em muốn ăn bim bim chứ. Ok, mua cho em Lộc một gói bim bim nhá. Bim bim, snack nem tôm. Hả? À? Đây là... Snack gì? Có bán cá, cá. Nấm. Nấm. Hả? Nấm. Cá nấm. Ồ. Nấm. Đâu em Tú thích ăn cái gì? Em không biết ăn cái gì. Ôi dồi ôi. Ăn bim bim đấy chứ. Một gói bim bim này các bạn ạ. Vậy thì mình sẽ chọn bim bim này. Ôi mấy gói này to như thế này chắc là nhiều lắm. Thôi mình lấy gói bim bim bé này nha các bạn nhé. Được rồi, đi vào thanh toán đi. Ăn bim bim đấy là mới no. Làm sao mà ăn bim bim no được. Đợi một tí, đợi một tí. Người ta đây. Ông ngoài. Ừ. Mang mang ra đây cô tính cho. Lộc ơi, một chai nước với ba gói bim bim. Quay người đi. Đây, đừng quay ông. 20 này. 30 này. 36.000. Dạ, đây. Quay gần con nhân thành nhưng mà đây là cướp rồi. Ôi trời ơi, thấy cái sáng sáng ở cổ nó rớt. Thằng này, rồi. Kinh không? Cướp luôn. Vâng, con xin. Đây. Được rồi, đi về thôi. Đây, cái gì?
Quay chùa. Cháu quay. Đi về nhé. Quay cắt đấy rồi. Đi về thôi. Wow. Nào ngồi ra đây. Em Lộc ngồi dịch lên. Lộc ngồi lên. Trên. Ngỡ đi. Thế đúng rồi. Đây là đồ ăn mà hôm nay chị em mình đã mua này. Em. Đấy em Lộc lấy nước đến. Đến nước phải. Đây đây em Tú cầm hộ chị. Thấy ra cho em Lộc các bạn. Đây là nước của em Lộc là nước đào. Đây là nước hồng đào. Nước hồng trà đào. Đây là bim bim của mình. Ngon. Ngon á. Đây chị nhớ nhé. Ngon. Đây bim bim của mình các bạn nha. Ngon. Đây bim bim của em Lộc. Đây em Lộc để dành tí uống. Trời ơi, thấy em Lộc uống ngon chưa này? Đây nắp đây. Bong bóng. Em Lộc thật là táo bạo. Rồi đây, cầm mấy bim bim này. Rồi. Nào, ra lên. Bim bim nha, mà tất cả các bạn. Cháu tưởng chị chưa quay. Đang quay đây. Anh nhầm. Ngon. Rồi nhìn cái mặt phê kìa. Đây, từ từ. Còn đây là bim bim của mình. Em Lộc lấy một miếng ăn đi. Ngon không? Đây là bim bim của mình. Không ngon bằng em. Ồ thế à? Mùi nó rất là thơm luôn. Bim bim phô mai. Ngon gì? Bò. Em Lộc ăn cả ba gói. Em thấy gói nào ngon nhất? Cái nào ngon thứ hai? Nói chung là của em Lộc ngon hết. Bim bim của em Lộc có rất là nhiều hình luôn. Gói này ngon thứ hai, gói này ngon thứ ba. Gói ngon cá này. Rồi mình không ăn của em Lộc nữa, mình ăn của mình. Cho anh ăn miếng của em rồi, em lại ăn miếng của chú. Đây, cho em 3 miếng luôn này. Miếng này toàn vị phô mai thôi, em không ăn nữa. Đấy à? Đâu chị thử xem mà. Em Lộc không thích ăn bim bim của mình các bạn. Được. Đấy. Xem có phải thích quả chị không? Phải rồi em. Chị mở động. Cắn. Wow. Ngon. Nên đi quá. Chào. Ngon quá các bạn ơi. Quá ngon. Ngắn nãy giờ vẫn chưa hết. Em ăn đi, chị quay em ăn. Ngon ngon. Nhìn mồm em à. Ôi em Lộc thấy ngon các bạn ơi, ngon lắm. So good. Chơi không chụp ảnh à? Ngon quá, ngon quá. Ôi của em Lộc ăn nãy giờ vẫn rất là nhiều luôn các bạn. Của mình thì đã vơi đi khá khá. Em Tố cũng vậy. Nhưng mà của em Lộc còn rất nhiều. Cái này nhiều mà. Em lỡ chọn cái ngon nhất nhưng mà nhiều nhá. Em đưa lên. Nước đâu?
Em Lộc ăn xong khát lại uống. Chẳng nghe đồ cáo với đây xong ăn. Nơi này ngon quá, em không được bỏ cuộc, em phải uống hết. Hả? Uống vừa thôi, uống vừa thôi, tí nữa uống tiếp. Ở đây có con cá này, có con cua này. Đâu? Con cua. Xa biển nè. Có rất là nhiều con vật dưới biển luôn. Con cua đồng lại Bình Dương, con cua sao nó kéo dài ấy. Chưa biết. Cái đấy quá. Rất là thơm vị rong biển luôn. Rồi em coi coi đi hết rồi. Còn mình thì có hình dài nha các bạn. Coi em. Hình tròn. Chị bấm dõi. Chị. Vậy là mình đã ăn hết rồi các bạn. Bây giờ chỉ còn hai em đang ăn thôi. Nó vãi vào con em. Đẳng cấp ngôn từ. Cái loa âm thanh này. Lấy con cá. Bò. Bò, em nghe tiếng bò. Đây. Nghe nhà lấy thành cái loa. Một hai ba cây lắm. Nhìn này vô. Các bạn ơi, trong số các bim bim mà chúng mình ăn thì các bạn thấy các bạn thích ăn nhất là bim bim nào? Comment xuống bên dưới để cho mình biết nhá. Bim bim nào? Và bây giờ thì các bạn đã xem video, nhớ like, đăng ký giúp cho mình, chia sẻ ủng hộ cho mình nhé. Chào các bạn. Lộc TV, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi.